Dạ, xin lỗi anh, em quên. Na na thì kỳ luôn á, cửa mà không biết đóng. Dạ. Các em thành thật trả lời nha. Dạ. Các em biết ngoại ngữ không? Ồ, cái này thì em không có. Em biết không mỉm cười? Dạ thưa anh, em biết sơ sơ. Em có thể giao tiếp với người nước ngoài được hay không? À, dạ sơ sơ. Đang có cuộc thi siêu mẫu quốc tế, tôi muốn đề cử hai em đi. Trời ơi, mà hai em không biết tiếng Anh, giao tiếp như thế làm sao mà đi thi siêu mẫu? Không, không sao. Nhưng mà em nghĩ là em sẽ đi học anh Tư. Em đưa em đi đi, em đi học. Cố em gắng học. Tối này ngay, tối này em về em học ngay luôn. Em học ở trong trường rồi em về nhà em học tiếp nữa. Có học cũng không kịp nữa. Bây giờ chỉ còn một cách. Cách gì anh? Cách gì anh Tư giúp em? Chờ mùa thi năm sau. Dạ, em chào thầy. Thầy cho em hỏi đây có phải là lớp học quốc tế không vậy thầy? À, dạ. Hình như em đã tới trễ rồi. À, em xin lỗi thầy, em tới trễ. Chào mọi người. Right. Mission today. Love it. Bị đọc đi học ngoại ngữ cũng như nhau hết thôi, lương mà bị đặt đi trên lịch. American. Oh. And now we talking. So what kind of heat you looking? Wow. AR-15. Bữa nay tiến bộ dữ ha. Coi phim tiếng Anh. Mai mua đền nó khác. Mày đâu tại xịt nhiều quá. Cẩn thận nha. Đúng rồi. Ủa, sao coi phim tiếng Anh dữ vậy? Tại vì em nhận ra rằng văn hóa phương Tây có rất là nhiều cái hay để học hỏi, cho nên coi phim là cách em tiếp cận tốt nhất. Vậy sao không coi phim mà không có phụ đề? Em coi phim, phim coi như là phim nói tiếng Anh không luôn đi cho máu tiến bộ. Đừng coi phim lồng tiếng nữa. Thì từ từ cũng sẽ có ngày đó thôi. Không những là em coi phim không cần lồng tiếng mà em còn nói tiếng Anh gì gió nữa. Coi bộ tự tin dữ ha. Thôi đi, nói trước là bước không qua đó. No way, no way. Em nói gì? No way. What's up, Jack? What the hell's wrong with you? Talking about our business in a fucking bar, you stupid? Don't call me stupid. I let you get away with it. Ở đây làm gì có máy quay? Anh không có anh lép. Tiếng Anh no way có nghĩa là không, không, không bao giờ, không đâu, không có con đường đó. Hay dữ ta. Dạ. Không mấy hát anh nghe bài này con. À, anh không tin hả? Ừ. Bữa giờ em học được hơi bị nhiều nha. Hát thử coi. Em hát cho anh nghe. Hello, 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 how are you? I'm fine with you, with you, and you, and you, and you. La 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 la. Anna. Sorry anh Henry, em tới trễ nha. Anna. Mệt quá. Không sao em à, không sao, không sao, à, dạ, không sao. Anh dạ, chờ dạ. Em lâu hơn được mà. À, dạ, cảm ơn anh. Dạ, cảm ơn anh. Anh Henry, anh ngồi đi. Anh ngồi đi. Dạ, dạ.
anh định massage cho em đó. Dạ không sao em đừng massage cho em. Em sợ anh mệt lắm. Dạ anh cứ ngồi đó là được rồi. Không nha. Anh khỏe mà anh mất gần được không? Dạ không, em không muốn anh mệt. Anh Henry ngồi im. Em muốn anh ngồi im. Dạ. Thật ra là em hẹn với anh nó gấp vậy là tại vì em muốn có chuyện muốn nhờ anh. Em nói gì vậy? Em có chuyện muốn nhờ. Em đừng nói như vậy. Dạ. Em nói sai cái gì vậy? Lời nói của em là mệnh lệnh đối với anh. Nhờ khách sáo. Dạ. Nhưng mà thật ra em có chuyện muốn nhờ anh đó. Đừng giùm tôi nhờ. Em nói đi, cần gì? Dạ, tại vì em nhớ là cái tiền sử của anh là anh là Việt Kiều đúng không? Ừ, anh sống ở nước ngoài. Dạ, em thì đang muốn học tiếng Anh đó anh. Cho nên là em muốn nhờ anh. Được không anh? Được, tuyệt vời em ạ. Anh giúp em học tiếng Anh mấy cái chữ này em. Oh, very easy. Tưởng chuyện gì khó. Chứ chuyện này là very easy. No difficult. Là gì vậy anh? Là không khó đâu em. Hay quá. Vậy anh chỉ giúp em nha. Cái chuyện đó đâu có gì đâu. Dạ. Anh coi sao. Dạ, cái từ từ này nè anh. Là từ gì vậy anh? Transfer. Transfer. Dạ. Em biết nhớ chữ sờ nha, chữ sờ. Ôi rồi, chữ sờ qua miệng em rồi. Quăng quần cái nó vô cái miệng em liền. Transfer. Đúng tiếng Anh nó hay có cái từ sờ. Rồi vô rồi. Transfer. Còn cái từ này là từ gì vậy anh? Từ này à? Dạ. Beautiful sờ. Beautiful sờ. Từ này không sờ em à, từ này không sờ. Ủa vậy là mình muốn sờ muốn không? Không, người ta cho mình mới sờ em à. Người tính quá. Sao quá. Dạ. Em mạnh tay quá. Beautiful có nghĩa là... I'm beautiful. Beautiful. Em biết rồi, có nghĩa là... Có nghĩa là gì anh? Beautiful là... you are beautiful. Là xinh đẹp. Em quá đẹp. Thank you, sir. Lên tổng 3 giờ luôn nè. Cái gì? Hả? Tổng 3 cái gì? Đi hai người về đi. Nè về. Chạy về đi, tao đi bộ về. Anh hai. Đi về. Gì vậy? Làm gì vậy? Yêu tinh. Bà đã rơi vào rủ tôi qua đây học chung chị Bình ơi. Trời ơi, thì rủ qua người ta gọi là đôi bạn cùng tiếng đó. Hai người học với nhau thì sẽ tiến bộ, giúp đỡ, hỗ trợ nhau. Ok, cũng đúng. Sáng chị Bình đọc cái này coi, cái từ này đọc làm sao? Trời ơi, từ này dễ không chết, mình không biết đọc. Chữ này là nghĩa là cái đầm này, cái váy mình mặc đó. Dress. Dress. Khó quá, bỏ đi. Trời ơi, nhắc tới cái đầm mới nhớ. Ngay chỗ đầu xóm mình á, có một cái shop bán áo đầm đẹp quá trời đẹp. Lát học xong đi ra ngoài đó coi nha. Coi nha. Ê, coi. Ê, sao? Đi đó vậy thôi, mình coi xong mình đi cái chợ ăn chè luôn.
Ê mà nếu như mà đi ăn chè mà mình không có ghé ngang cái tiệm bún huyền thoại của mình đó là có lỗi với bản thân lắm đó. Mình ăn bún xong mình ăn chè. Ê mà gần kế bên cái chỗ bán canh bún mình như có cái shop giày mới mở. Học hành nè, đủ cái đi học nè. Vậy không? Biết có biết là cái chuyện học là cái chuyện cả đời không? Ôi, bây giờ là không còn chần chờ gì nữa, mình phải ra chợ thôi. Tại vì học thì học cả đời nhưng mà mua sắm thì nhiều khi chỉ có một bữa thôi. Giờ mình đi ra chợ nha. Cái gì mà sao tùm lum tà la không có gọn ghẽ gì hết. Nè nội, học hành gì mà ngủ không vậy con? Ơ cha, còn ngáp dài ngáp ngắn nữa. Nè, dạo này học tiếng Anh tới đâu rồi nói cho nội nghe coi. Trời ơi, con học không xong rồi, công cốc rồi nội. Ủa sao rồi công cốc con? Con thấy con có năng khiếu học tiếng Anh nội ơi. Con nói thì cười quá. Trời ơi, học phụ ai có năng khiếu mới học tiếng Anh được hay sao? Đây nè, có gì cũng do mình hết đó con. Con phải có cố gắng mới được. Con hiểu không? Ông nội nói cho con nghe, thất bại một lần không có nghĩa là mãi mãi. Con hiểu chưa? Dạ. Vậy là con phải càng cố gắng hơn nữa. Try again. Nội. Cái gì? Nội quá dữ luôn á nội. Trời, chứ sao con? Nè. Dạ. Nội còn nhiều chiêu lắm nhưng mà chưa có xuất ra đó. Nội. Nè đúng là số 1 luôn á nội. Dạ. Mà nội không biết gì nữa không? Biết chứ. Chu gì ta? Chu today is one the food. Đó. Con nghe. Đúng là cốc cốc mà.